Cái khu vực Lưng đang đứng là thuộc là Thọ Giang, Thọ Sơn, An Giang nha bà con, gần núi Sập á. Lưng kết hợp với cũng bộn diện tích ở khu vực này thì cái giá lúa lên thì ai cũng phấn khởi hết nha bà con. Cái khu vực này 380 trồng 380 nhiều nha. Dạ cũng đa số khoảng chiếm khoảng 3 tới 40% 380. Hiện tại giá lúa cũng cao nha. Dạ vụ này giá lúa cao và còn phấn khởi cho nên chịu đầu tư lắm. Ở cái khu vực của mình đây nè nha. Dạ. Là cũng bị cháy bìa hồi đợt á. Dạ. Cái giai đoạn mà chuẩn bị chỗ với chỗ lẹt xẹt đó thì giống nào nó cũng có bị cái bệnh cháy bìa lá. Nó xuất hiện cái vết bệnh cháy chốt lá xuống một khúc vậy nè. Dạ đặc biệt là 380 thì nó cháy nhiều. Giai đoạn đó thì mình có kết hợp sử dụng cái kẽm 700 như là cái cuộn tớp bên Ai Farm á. Dạ phun máy bay. Tại diện tích nếu mà quản lý nhiều mà sửa máy bay mới sẽ. Thì anh được biết là ở đây em cũng thu mua giống luôn, thu mua lúa. Dạ. Dạ giống thì mình đặt nhà nông dân sản xuất theo quy trình. Theo quy trình. Dạ. Thì thường là xử lý ví dụ lúa lẫn, lúa lộn rồi này kia thì mình hỗ trợ giá thêm. Hiện, thì đối với em đứng trên góc độ là đại lý đó, nói chung là phân phối của Ai Farm đó, giống như em nói là em xài thử. Dạ, mình sử dụng nhà mình cho mình những cái mình thấy cái kết quả đó mình bán yên tâm hơn. Đúng rồi. Thì theo em đánh giá về cái kết hợp cái kẽm với phẫn như thế nào? So với những cái sản phẩm khác mà để phòng trị bệnh cháy bìa lá đó, thì cái kẽm với cái phẫn thì cái tác dụng nó cao hơn. Bởi vì cái kẽm thì nó giúp cho cái lá lúa mình nó đứng cứng lá hơn. Cái phẫn thì nó là những cái dòng để kích kháng cây trồng á, thì nó sẽ giúp mình tối ưu cái vấn đề mà bảo vệ cái lá khỏi cái nấm tịnh. Mà bảo vệ mà cái phẫn hạt ở trên lúa của em như thế nào? Dạ thì cái phẫn hạt đó nó ảnh hưởng lớn tới cái năng suất của lúa của mình. Do vậy thì sau khi mà cái thử chỗ điều đó em lại kết hợp em sử dụng thêm một lần nữa là cái phẫn phẫn tớp với lại kẽm 700 em phun thêm một lần nữa để bảo vệ cái hạt. Thì kết quả thì cho thấy thì cái hạt cũng được bảo vệ tốt lắm. Nó ít lem ít lép. Và đặc biệt cái giống mà OM 380 này nè, nó rất là dễ bị phẫn hạt bà con. Thí dụ để Lưng diễn tả cho bà con xem, thí dụ cái bông nè, thường Lưng thấy á, là một là nó bị ở cái chót này nè, nó bị vô tầm khoảng chừng 5-10 hạt thì giảm năng suất rất là nhiều. Nó bị cái là nó bị ở giữa cái bông này nè, nó đang xì vậy đó. Cái phẫn hạt của bà con nó đang tầm khoảng chừng chục, có khi là mười mấy hạt nữa. Còn đối với dàn lúa của Nhân thì bà con mình quan sát cái tỷ lệ vào gạo rất là cao. Là cái thời gian ở đây bà con thu hoạch đó là tầm khoảng 95 cho tới 100 ngày bà con. Đối với cái dòng mà cái đời sau của em 380 nè, thì nhiều bà con gọi là em 334 đó, 34 á. Thì đối với Nhân đó thì là đại lý thuốc, đại lý phân phối thuốc bảo vệ thực vật. Thì cái vụ này Lưng kết hợp với Nhân. Trước đó đó là một số bà con khu vực gần đây nè có liên hệ cho Lưng. Thì cái vụ này Lưng có kết hợp với Nhân để mà phân phối. Thì đối với Nhân thì những cái sản phẩm mà mới thì Nhân cũng muốn kết hợp để mà vững tin hơn, để mà phân phối cho bà con. Thì cũng nhiều bà con là phản hồi tốt rồi. Và Lưng cũng kết hợp với một số bà con khu vực này rất là nhiều rồi. Nhưng mà thực tế là Nhân xài trên lúa của mình thì kiểm chứng luôn rồi. Thì từ đây là cứ tự tin để mà kết hợp để mà nhân rộng ra thôi bà con. Thì những bà con có làm cái OM 34 này nè, có thể là đánh giá dùm cho Lưng nha. Thì đối với cái giống mà 380 hoặc là OM 34 á bà con, cái việc mà vào gạo đạt á, bà con xem những cái vé trong cậy này nè, nếu mà nó quằn xuống giống như vậy nè thì cái tỷ lệ vào gạo rất là đạt nha. Còn đối với những cái vị trí á, mà nó không có vào gạo đạt á, là nó sẽ không có tẻ ra nha bà con. Đối với cái giống OM 34 là theo Lưng thấy á, thì cái số hạt á, nó xếp rất là nhạt, nên là cái lượng hạt trên một cái bông nó rất là nhiều nha bà con. Thì đối với đất của Nhân là kế tay nha bà con, để mà sử dụng làm giống. Cũng kết hợp với rất là nhiều bà con khu vực này, lúng dữ Nhân. máy qua lại gì. Nên là bà con thấy thưa chưng đó,
nhưng mà nó bù lại cái bông rất là to nha bà con, và số hạt và cái số lượng hạt cho một bông rất là nhiều. Đối với cái bản lá của OM380 và OM34 thì giống như nhau thôi bà con, cái màu xanh rất là đậm. Còn cái bông thì theo nhân đánh giá là nó sẽ to hơn cái OM380. Thì hiện tại Lương đánh giá cái tỷ lệ vào gạo trên cái ruộng của nhân rất là đạt nha bà con. Đây bà con mình quan sát nè, cái trái bìa hiện tại thì mọi thứ là nó ổn hết nha bà con, và tỷ lệ vào gạo rất là đạt. Để đừng loại xíu vô trong luôn quay cho bà con xem nè, cái tỷ lệ vào gạo rất là đạt nha bà con. Ở An Giang thì đối với cái vụ này thì cũng nhiều bà con làm cái OM380 cũ cũng nhiều lắm. Lưng cũng có một số kết hợp với bà con. Thì đối với cái việc kết hợp kẽm phẩn đối với cái giống OM380 á và cái giống OM5451 á rất là nhẹ nhàng nha bà con. Đối với cái phần trái bìa khi mà bà con kết hợp á, thường những bà con nào mà làm hai cái loại giống thường thử đánh giá dùm cho Lưng đi. Thí dụ OM18 thì bà con sẽ xịt nặng hơn. Còn đối với OM380 và OM5451 á, kết hợp cái cặp sản phẩm mà phẫn kẽm á rất là đạt, nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều nha bà con. Này chủ vật tư đi lội đồng với Lưng nha bà con. Thì Nhân trẻ tuổi hơn Lưng nên là xưng anh em. Quá trẻ, trẻ mà giỏi lắm nha bà con. Cái tỷ lệ vào gạo rất là đạt nha bà con. Thì bà con nào làm cái OM380, OM34 có thể là đánh giá dùm cho Lưng cái dàn lúa này. Bây giờ Lưng bị lúng rồi, Lưng đi hết nổi nha bà con. Xem đỡ ở khu vực này đi. Còn cái giống mà OM380 nè, nếp Long An nè, và cái lúa Nhật, cái 5451 thì Lưng kết hợp rất là nhiều rồi. Lưng biết là rất là nhẹ nhàng. Chỉ duy nhất là OM18 thôi thì bà con mình phải bền chí để mà kết hợp. Tại vì Lưng xử lý hầu như là tất cả những cái giống lúa rồi. Lưng đi dùng này dùng kia, tỉnh này tỉnh kia, để mục đích là Lưng thấy được nhiều nhất, để mà Lưng xử lý nhiều nhất có thể, để mà khi tư vấn cho bà con là chắc. Thì bà con mình cứ tin tưởng mà kết hợp. Tại vì đối với Lưng là như vậy đó. Thấy càng nhiều và xử lý càng nhiều thì kinh nghiệm mình mới có. Và mình kết hợp với bà con mình là thành công liền, là thắng liền. Chứ để bà con mình cứ lo sợ, tại vì Lưng biết mà cái giá lúa lên thì ai cũng nôn hết á. Nhưng mà rơi vào hoàn cảnh nào thì mình bình tĩnh mình giải quyết nha bà con. Từ từ giải quyết là mọi thứ nó ổn thôi. Đối với dàn lúa cặp ganh nè, là cũng có kết hợp xài kẽm với phẫn của iFarm nha bà con. Cái dàn lúa này thì kế bên đất của Nhân. Vụ này ông chú cũng kết hợp với kẽm và phẫn để mà quản lý cái trái bìa nè, rồi quản lý cái phẫn hạt, cái lem lép mà vô phẫn đó bà con. Rồi bên cạnh đó thì Lưng thường nhắc với bà con đó, kết hợp kẽm với mục đích là để hỗ trợ quang hợp cho cây lúa mình nó vô gạo lẹ, mà nó thụ phấn được là nó vô gạo liền rồi bà con, nó cứu bông nè. Và cái vỏ chấu của mình nó sẽ dày dặn hơn. Thí dụ mà cái nấm phẫn nó cũng khó tấn công hơn. Nó khó thôi nha bà con, chứ không phải là tuyệt đối 100% nha. Bà con mình cũng cần kết hợp thêm một số cái gốc đậu ôn và nấm phô gọng khác để mà quản lý cái việc mà lem lép hạt do nấm gây ra nha bà con. Thì bà con xem nè, thường là cái đặc tính của 5451 của bà con, nếu mà bà con xịt phẫn mà nó không có hết á, nó không có sạch á, là ưa bị cái chót này nè. Thường là Lương thấy 5451 á rất là dễ bị cái phẫn ở cái chót này nè, khi mà cái bông mình đưa lên á. Nên là thường là Lương nhắc bà con á, ở cái vụ hè thu thu đông á thì xịt sớm để mà cái bông nó vừa lên là nó sạch phẫn, sạch nấm ở giai đoạn lúa chỗ bà con.
để cái việc quản lý lem lép trái bìa nè, cũng như là quản lý cái phần hạt nó sẽ tốt hơn nha bà con. Đối với cái vàng bông này nè, vàng bông 5451 gì, cái bông cũng rất là to nha bà con. Tại vì thường Lương nói với bà con đó là cái 5451 cái bông nó sẽ không có to bằng U18 đâu. Và bên cạnh đó, khi mà bà con kết hợp thêm cái kẽm á thì cái vàng cây của mình nó sẽ cứng nữa. Bởi vì đối với cái cây lúa, những cái nhóm ngũ cốc của bà con, nếu mà nó quang hợp tốt á thì nó sẽ vô gạo tốt, và cái thân cây nó cũng cứng cáp hơn nữa bà con. Nó sẽ hỗ trợ quang hợp nên là thân cây nó cũng sẽ cứng cáp hơn. Đối với vàng lúa cung chú thì ông chú cũng thả đó, tại vì vàng lúa này rất là cao. Và cái bông nữa, cái số lượng hạt trên một bông á, theo Lương đánh giá cũng nhiều nữa bà con. Thì cái vàng cây này không biết có bị nhập nước không, nhưng mà hơi thưa, bù lại là cái số lượng bông. Và hiện tại thì cái trái bìa trên cái đất cung chú là tuyệt vời hết nha bà con. Và cái bộ lá đồng rất là đẹp. Bà con xem, bà con đánh giá cho Lương nè. Cái bộ lá đồng rất là đẹp. Đây. Và cái tỷ lệ vào gạo hiện tại là theo Lương đánh giá là cũng khoảng 50% rồi đó. Lương không biết, tại Lương không có gặp ông chú không biết bao nhiêu ngày. Có sữa hết trơn nè. Và tỷ lệ lem lép trên ruộng của chú rất là thấp nha bà con. Chú quản lý ok đó. Thì sẵn Lương quay cho bà con xem luôn nha. Đối với cái vàng lúa này thì kế bên vàng lúa của Nhân, bà con xem đánh giá dùm cho Lương. Thì đối với bà con ở khu vực An Giang, cái vụ này thì rất là phấn khởi. Lương đi tới đâu bà con mình cũng vui hết. Bởi vì cái giá lúa có nè, và cái năng suất cơ bản cái vụ này bà con làm cũng thành công nữa. Tại vì cái vàng lúa rất là đẹp. Nhiều bà con thì bị trái bìa, thì nếu mà sản phẩm lại thì cũng bị ảnh hưởng nhiều nha. Còn những bà con nào mà quản lý được cái việc lem lép trái bìa mà nó đạt á, thì cái năng suất cũng rất là cao nha bà con. Đối với cái việc mà kết hợp cái kẽm phẫn, đó là cái bộ đôi thường Lưng cho xài ở cử lúa chỗ sẹt. Thì đối với cái vụ bất lợi nè, cái hè thu và thu đông này nè, thường Lưng kêu bà con là kết hợp lại thêm một lần nữa, là ở cái cử chỗ điều, cái phẫn đó bà con, có thể là kết hợp song song. Tức là cử chỗ lạc sẹt mình có thể là kết hợp cái kẽm với cái phẫn. Thì bà con kết hợp cái gốc, cái nhóm điều hòa sinh trưởng, và với cái phẫn làm một lần nữa là ok đó. Ở hai giai đoạn đó là cực trọng đó. Là mọi thứ về sau nó rất là nhẹ nhàng nha bà con.